BBTV. Làm cái túi nào? Dùng tờ báo cũ này làm túi á? Vừa bảo vệ môi trường mà lại tiện lợi. Đấy. Cháu chào bà. Ừ, bà chào cháu. Bà ơi, hoa quả bán thế nào hả bà? 20.000 một cân cháu ạ, loại nào cũng thế. Thế à? Ừ, cháu mua đi, của nhà bà trồng đấy. Thế à? Ừ. Bà, nhìn ngon quá bà. Cháu ăn thử đây này. Được ăn thử à? Được ăn thử cháu ạ. Cháu xin ạ, cháu mời bà. Ừ, cháu ăn đi. Ừ, ngọt quá bà. Này, cháu ăn thử cả lựu đây này. Lựu này cũng ngon lắm. Vâng ạ. Ăn thử xem. Cháu xin. Ừ. Mà bà có nhiều báo quá bà. À. Bà đọc báo ạ? Bà dùng mấy cái tờ báo cũ này để bà làm túi đựng hoa quả ấy mà cháu. Làm túi ạ? Ừ, đỡ phải dùng túi bóng cháu ạ. Sao bà không dùng túi bóng cho nhanh hả bà? Ôi trời ơi cháu ơi, túi bóng này bây giờ ô nhiễm môi trường lắm cháu ạ. Mình phải dùng cái túi giấy này này, bảo vệ môi trường mà lại sạch sẽ. À, ừ. Thảo nào bố mẹ cháu ở nhà cũng bảo cháu là hạn chế sử dụng túi ni lông bà. Đúng rồi đấy cháu. Vâng ạ. Thế cháu lấy loại quả nào để bà cân cho nào? Quả nào cũng ngọt bà. Cái nào cũng ngọt đấy. Thế bà cho cháu một cân roi với một cân lựu đi bà. Ừ, thế để bà cân nữa nhá. Vâng ạ. Mỗi loại một cân à? Ngọt cháu quá. Cháu tự chọn không hay để bà chọn cho? Ừ. Đây ạ. Ừ, quả đây cháu cho được. Vào đây rồi bà cân cho nhá. Quả này. Quả này nữa. Rồi, bà cân thử xem nào, chắc được cân rồi đấy. Vâng ạ. Ôi giời ơi, thừa rồi cháu ạ. Thừa à? Ừ. Đấy, được rồi đấy. Vâng ạ. Này, một cân roi này. Bà cho cháu một cân lựu nữa. Rồi, bà lấy túi đã. Đây, cháu cầm cho bà nào. Đây, cháu xin. Cân lựu nữa nhá. Thế cháu thích chọn không nào? Đây, để cháu chọn quả. Quả này nhìn ngon quả này cháu. Quả đỏ này. Đấy. Quả này cũng được. Rồi. Bà cân cho cháu. Chắc phải thêm một quả nhỏ nhỏ nữa đấy cháu. Thêm ạ. Ừ. Thế đây. Đây, để bà xem nào. Cho cháu đấy, quả này. Đúng rồi, quả đấy đấy. Cân nhá. Vâng ạ. Đấy. Được đúng một cân luôn đây này. Đấy, cháu nhìn nhá. Vâng ạ. Đấy, được đúng một cân luôn. Vâng. Của cháu là 40.000 cháu ạ. Vâng ạ, cháu gửi tiền bà. Ừ. 40.000. Về ăn ngon lại ra mua cho bà nhá. Hồng này cũng giòn lắm. Vâng ạ. Rồi bà xin. Hôm nào cháu ra cháu mua hồng cho bà. Ừ. Cháu cảm ơn bà ạ. Cháu chúc bà đắt khách. Rồi bà cảm ơn nhá. Vâng ạ. Cháu về đây ạ. Ừ, cháu về nhá. Hôm nay ra chợ biết mua quả gì về ăn đây. Wow, nhà bà Tuyết có nhiều quả tươi quá. Chắc mình phải qua cửa hàng nhà bà Tuyết mua mấy quả về ăn vậy. Bà Tuyết đây à? Ừ, ông Hùng đi chợ đấy à? Ừ. Mua hoa quả đi ông, tôi mới hái đấy. Tôi vừa thấy nhìn hoa quả nhà bà tươi quá. Ừ, ngọt lắm. Quả này ngon ngọt lắm nhờ. Ông ăn thử mà xem. Để tôi thử xem nào. Ông ăn thử xem. Ngọt quá. Ừ. Cả lựu này cũng ngon đấy ông này. Ừ. Rồi hồng cũng giòn để lắm. Để tôi thử nhá. Ông thử xem. Rồi mua mấy cân để ăn ông ạ. Lựu ngọt nhà quá. Nhà trồng sạch lắm đấy. Thế lựu này bao nhiêu tiền cân hả bà? Lựu 20, hồng 20 và roi cũng 20 ông ạ. 20 hết à? Ừ. Thế ông lấy loại nào? Để tôi lấy loại lựu vậy. Lấy lựu à? Ừ, cho tôi hai quả đi. Hai quả à? Ừ, quả này này. Đây, để tôi cân quả này. Thôi không phải túi đâu bà. Không phải túi à? Ừ. Thế ông để vào cái gì? Đây, tôi mang cả cái giỏ đi đựng đây này. Ừ, thế được, tiện. Mà tôi và bà này, dùng túi giấy thôi. Bây giờ dùng túi ni lông nhiều mà ô nhiễm môi trường nhiều lắm bà. Thì tôi cũng biết mà. Đấy, nên là tôi dùng cả cái tờ báo cũ để làm túi đây này. Ừ, như thế là tốt đấy bà. Bảo vệ môi trường không ạ? Chứ bây giờ đi ra đường ha, túi ni lông á, đây đường mà nó khó phân hủy không ạ? Đúng rồi, mình dùng túi giấy này còn đi tiêu hủy được. Đúng rồi, túi ni lông là ô nhiễm môi trường lắm. Bà xem của tôi được bao nhiêu? Cái này á, chưa được một cân đâu ông ạ. Chưa một cân à? Ừ, 20.000 một cân, chỗ này là 15.000. 15.000 à? Ừ. Ừ, thế bà cho vào đây cho tôi. Đấy, cho vào cái túi này là tiện này, ông mang từ nhà đi, thế này là tiện lợi đấy. Đi đỡ mang về nhiều túi ni lông. Ừ. Thế là bảo vệ môi trường đấy. Tôi gửi tiền bà này. 15.000 nhá. Thế tôi xin nhá. Ừ. Hay là ông mua cân hồng đi. Thôi tôi ăn như thế này thôi. Mai tôi lại ra tôi mua tiếp cho bà. Ừ nhá. Cứ đi qua đây rồi mua ủng hộ tôi. Chứ của nhà chồng được á, tôi bán rẻ mà. Thế bà ngồi bán đi nhá. Ừ, thế ông đi chợ nhá. Tôi đi chợ đây. Ừ. Đấy, bây giờ á, rất là nhiều người biết bảo vệ môi trường luôn. Thế là tốt.
mà chắc phải vào nhà lấy thêm lựu mới được. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.